Bạn hãy thử nghĩ xem, sau 10 ngày làm việc về đến nhà lại phát hiện ra nhà bị trộm vào. Tài sản, tiền bạc mà bạn vất vả làm ra lại làm giàu cho kẻ gian. Còn gì đau hơn thế nữa? Để tránh lâm vào tình cảnh như thế, hãy trang bị ngay camera trong nhà AC Bonus 01. Bảo vệ tài sản, bảo vệ bản thân, ban đêm vẫn xem bình thường như ban ngày. Camera trong nhà không dây AC Bonus 01 là hệ thống camera 4.0. Camera có độ phân giải Full HD, cực sắc nét, trang bị mắt hồng ngoại quay ban đêm cực đỉnh, công nghệ AI siêu tân tiến và hiện đại, cảm biến phát hiện và theo dõi chuyển động, hỗ trợ đàm thoại trực tiếp với điện thoại thông qua camera, truyền hình ảnh trực tiếp có độ nét cao lên điện thoại. Liên hệ với chúng tôi qua sản phẩm thông minh Á Châu Hotline 0974951839, xin nhắc lại 0974951839, website sản phẩm thông minh Á Châu.vn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sản phẩm thông minh Á Châu, nơi đỉnh cao công nghệ.